Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung bài viết Không thể lãng quên trận gạc ma năm đó, tác giả Đinh Việt Thành, kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 13 tháng 3 năm 1988, 33 năm trước, để khẳng định và bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, Việt Nam cho tiến hành xây trạm quan sát trên đảo đá ngầm Gạc Ma, Lendao, Cô Linh. Các tàu hải quân 604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và Trung tá Trần Đức Thông chỉ huy tiến sát vào thềm đảo ngầm Gạc Ma. Tàu 505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy cũng đã tiếp cận đảo Cô Linh. Tàu 605 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy tiếp cận đảo len dao từ tàu 604 trung tá trần đức thông lữ đoàn phó lữ đoàn 146 phát hiện thấy bốn chiếc tàu lớn của trung quốc đang quần thảo liên tục có thái độ khiêu chiến bức điện cơ yếu cuối cùng của tàu hq 604 gửi về sở chỉ huy lữ đoàn 146 vẹn vẹn chỉ năm chữ đầy quả cảm chúng tôi đang chiến đấu dạng sáng ngày 14 tháng 3, tổ bảo vệ cờ tổ quốc gồm thiếu úy Trần Văn Phương, quê Quảng Bình, Đậu Xuân Tư, quê Nghệ An, Đinh Ngọc Doanh, quê Ninh Bình, Thảo Lê Hữu, quê Hà Tĩnh và Hoàng Văn Trúc, quê Thừa Thiên Huế nhận nhiệm vụ cắm cờ và bảo vệ cờ tại đảo Gạc Ma. Vì đảo San Hô còn ngập nước, nên năm cán bộ chiến sĩ tổ bảo vệ cờ đứng hàng dọc để chuyển cờ đến vị trí cắm. 48 chiến sĩ công binh khác chuẩn bị xây dựng trạm thì Hải quân Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo để giật cờ Việt Nam bắt đầu tấn công. Các chiến sĩ của chúng ta đã quyết tâm giữ đảo. Họ cùng nhau kiểm chế và quay tròn quanh lá cờ cắm mốc chủ quyền. Chúng bắn Trung Ý Phương đầu tiên. Người đang giữ lá cờ tổ quốc. Phương gục xuống, hy sinh. Chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh ôm cờ đứng lên, cũng bị chúng đâm lê và bắn gục. Chúng tiếp tục bắn xối xả vào những chiến sĩ còn lại, đang đứng giữa bãi đá ngầm, mình mông sóng nước. Cùng lúc đó, Trung Quốc liên tục nã pháo tấn công vào các tàu của ta. Tàu HQ-604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Thuyền trưởng Vũ Phi, lữ đoàn phó 146 Trần Đức Thông cùng với một số thủy thủ trên tàu đã hy sinh cùng tàu HQ-604 ở khu vực đảo Gạc Ma. Ở đảo Len Đào, lúc 8 giờ 20 ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã dùng tất cả các loại súng pháo điên cuồng tấn công vào tàu HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Tàu 605 bị bốc cháy và chìm vào lúc 6 giờ ngày 15 tháng 3 năm 1988. Số thủy thủ đoàn còn sống sót của tàu bơi về đảo Sinh Tồn. Tại đảo Cô Linh, tàu HQ-505 bị bắn cháy phần đuôi. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và các chiến sĩ đã cho tàu lao lên bãi đá ngầm Colin, quyết giữ đảo, khẳng định quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thủy thủ tàu HQ 505 vừa triển khai lực lượng dập lửa cứu tàu, bảo vệ đảo vừa đương xuồng đến cứu thủy thủ của tàu HQ 604 bị chìm ở phía bãi Gạc Ma ngay gần đó. Colin cách Gạc Ma khoảng 3,9 hải lý. Thượng ý Nguyễn Văn Trương và Trung úy Nguyễn Sĩ Minh tổ chức đưa thương binh và chiến sĩ về tàu 505 trên bãi Kolin. Thì hài các chiến sĩ Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Tư cùng các thương binh nặng được đặt lên xuồng. Số người còn sức, một tay bám thành xuồng, một tay làm mái chèo đẩy xuồng về đến bãi Kolin. 64 cán bộ, chiến sĩ trên 3 tàu 604, 605 và 505 đã ngã xuống vì chủ quyền của Tổ quốc. Đây không phải là một cuộc hải chiến mà là một cuộc thảm sát. Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 là một cuộc thảm sát lịch sử. Và từ đó, Gạc Ma, một phần máu thịt lãnh thổ của Tổ quốc bị quân xâm lược Trung Quốc cướp và chiếm cho đến hôm nay hình ảnh công trình màu vàng là đảo Cô Linh hiện do Việt Nam nắm giữ. Khối công trình đồ sộ màu trắng phía xa, cách nhau khoảng 3,9 hải lý là đảo Gạc Ma đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm vào năm 1988. Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc được giữ gìn bằng máu của các anh hùng dân tộc. Chúng ta không thể lãng quên. Kính thưa quý vị! vừa rồi là nội dung bài viết không thể lãng quên trận gạc ma năm đó tác giả đinh việt thành đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau